là mình đi chùa mà mình đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, mình có lời với các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại vân vân, để mời các cụ bây giờ có pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm hay có pháp hội Địa Tạng làm lễ cầu an cầu siêu, thỉnh mời các cụ, cụ nào có duyên với Phật pháp, có duyên với Tam Bảo, muốn đi tham dự khóa tu thì cùng chúng con để lên để gì, để chúng con viết sớ để thỉnh Phật, thỉnh Tổ, thỉnh Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, rồi thỉnh Sư Phụ, rồi cùng chư Tôn Đức Tăng Ni để gì, thỉnh các cụ vào để cộng tu với gì, với Sư Phụ và với chúng tăng, với đại chúng vân vân vậy. Nhẹ nhàng thế thôi là đi. Thầy kể lại cho các vị nghe cái câu chuyện là năm 2012 ở trên chùa Tản Viên. Hình như cũng nói một hai lần rồi nhưng chắc lâu lâu mọi người cũng quên, hoặc là nhiều người mới cũng chưa được nghe. Các bài giảng thì nhiều, nhiều người có thể không phải là ai cũng đủ duyên để nghe thấy cái bài giảng đó. Thầy kể lại chúng ta một chút. Năm 2012, Pháp hội Trung Phong Tam Thời Điểm đầu tiên ở tại chùa Tản Viên do Pháp sư Ngộ Thông, đệ tử của Pháp sư Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng tỉnh Không á, thầy về tổ chức trên chùa Tản Viên năm 2012. Pháp hội đó thì khi lễ xong hết 3 ngày thì có một cái chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Có một cái cháu nó khoảng độ tầm 20 đến 25 tuổi, cháu nữ. Cứ thế là chân tay nó co quắp hết lại. Mà co quắp đến cái mức mà người sống chúng ta không thể nào mà bắt chước được. Nó vặn ngang như là vặn vỏ đỗ các quý vị. Mà vặn thì nói với các quý vị là người sống chúng ta không thể nào mà làm được cái kiểu như thế. Nó co quắp mà mình nhìn mà cũng hãi cơ. Miệng thì méo sạch lên, mắt thì trợn ngược lên và cứ nói nhảm thôi. Tự lúc thì tự đánh vào miệng mình và lên mặt mình, lúc thì tự đánh vào tay mình. Thế là xong rồi, xong mọi người về gần hết rồi. Lúc đó tôi với Pháp sư Ngộ Thông với một số các đệ tử của Ngài xuống cái nhà khách ở dưới Tam Bảo. Lúc đấy mọi người về gần hết rồi mà, thì xuống đấy. Đưa vào đấy để cho thầy xem. Ngày đó mình thôi có thầy, thầy cứ để thầy lo. Thầy nói chuyện phải đến cả tiếng đồng hồ, đến 11 giờ đêm mà vẫn chưa ra cho. Nói chuyện xong rồi, nói hoài xong rồi mới khai là gì? Cái vong nó mới khai là tại cái cô này này. Thế là chỉ vào chính người đó nói là tại cái cô này này. Cháu là gì? Cái hộp sữa cháu nhìn thấy, cháu vừa cầm lên cháu chưa ăn, chưa kịp ăn mà cô ấy gì, cô ấy giằng của cháu, cô ấy lấy của cháu. Cho nên cháu thì cháu dạy cho cô bài học. Các vị biết thế nào không? Cái lúc đăng cúng thí thực thì hỏi ra mình biết là đăng cúng thí thực chưa xong, tức là vừa bắt đầu vào biến thực, biến thủy chân ngôn đó, biến thực đó. Thì Phật tử nghĩ rằng cái chùa Tản Viên ngày xưa lúc đó nó khoảng độ tầm 1.500-2.000 người tham dự. Căng cái bạt lên chỗ nhà pháp hội, đã có nhà pháp hội đâu, căng cái bạt lên thôi. Thế là cái đường xuống thì nó còn chật mà lại tối rồi, khoảng 7:30-8 giờ, gần 8 giờ tối rồi. Cho nên Phật tử mới nghĩ là rồi thôi tí nữa mọi người xong mọi người đi xuống, nó tắc đường. Thế là cho hai mẹ con với lại mấy người ở ngoài xóm Canh Kina thì phải, hình như xóm Canh Kina, đúng rồi, đi về trước, đi xuống trước. Đang biến thực là nghĩ là khóa lễ xong rồi, còn biến thực tí nữa rồi xong. Xong để ra đấy thì đi xuống cái đoạn dốc đấy thì mình giải cái đồ cúng chúng sinh, cúng pháp hội ấy, thì là giải từ cái đó xuống tận dưới địa, dưới đại tượng ấy. Ngày đó cái đường điện chuẩn đề là chưa có, đi theo cái đường bên đại tượng đấy, giải từ chỗ đấy ra tít xuống đại tượng, qua đại tượng xuống cả dưới sân đại tượng, cái đại tượng Đại Thông Chí Thắng ấy. Thế là vừa ra được một tí thì thấy mấy Phật tử là mỗi người lấy mấy gói bim bim. Thế là cô bé đấy thì nghĩ là ở nhà có đứa em nhỏ, có đứa em nhỏ cho nên là cũng lấy cái dây sữa. Lấy cái dây sữa nó có mấy hộp đấy, cái Fami nó có không biết mấy, 3 hay 5 hộp gì đó, một cái dây sữa đó, với lại mấy quay bim bim đấy, cũng lấy ít thôi, không lấy nhiều, lấy dây sữa và quay bim bim hay quay bim gì đó thôi. Thế bắt đầu vừa lấy vừa bước đi 2-3 bước một cái thấy khựng lạ. Mấy người kia đi được vài bước
đang nói chuyện không thấy đâu, thế là Khương nhìn lại thấy cô cứ đứng ôm cái bịch sữa như thế, ôm cái hộp sữa. Thế bảo thế nào cũng không đi, dắt thế nào không đi, thế là cứ thế là tịt từ đó là không nói được. Bắt đầu là đường một tí là chân tay nó cứ thế là múa may là nó co quắp lại, rồi là tự đánh vào mình cứ như thế. Xong này chờ cho mọi người lễ xong hết thì bắt đầu đưa vào không ổn, thế là lừa mãi ở trên nhà, trên pháp hội vẫn không ổn, thế là mới mọi người về hết thôi, đi xuống đấy, xuống cái nhà khách, vì trên đó ngày xưa chưa có nhà như bây giờ. Đưa đấy nói đấy, cái thứ nhất là gì? Nhặt đồ cúng khi mà chưa cúng gì, chưa cúng xong đấy. Chuyện là tâm linh có thật 100% xảy ra tại chùa Tản Viên của chúng ta năm 2012. Rồi bắt đầu thì lừa xong rồi thì pháp sư lễ xong khấn xong rồi thôi sám hối thuyết pháp cho nghe, rồi quy y cho cái vong thai nhi đó, thì thôi họ tha ra cho họ tha rồi. Tha rồi thì một cái thì vừa tha xong một cái thì lại thấy cô này lại giật đùng đùng lên, lại bắt đầu lại gì? Lại nói nhảm, tự mắng mình, chỉ vào mẹ mình rồi mắng nữa, và đặc biệt chỉ vào mẹ mắng cái con đứa con gì, đứa con dâu lăng loàn, đứa con dâu gọi là gì đấy, nó thế này, nó nói nhiều lắm. Nhưng chung quy lại là gì? Các cụ mắng. Mắng ở một cái câu để chốt hạ lại là gì? Các cụ mắng là đấy, nó làm mà sớ, rồi các thầy pháp sư nói nhiều thì cũng giảng và nói chuyện nhiều với họ, thì họ nói là đấy, nó làm sớ cho cả gia đình mà một mình nhà con này thầy này nó không thèm làm. Con là ông cố bốn đời nhà nó mà nó không thèm làm cho con. Đấy, mà nó bảo ông cụ sáu đời, bảy đời, năm đời nó làm, mà con mới có bốn đời mà nó không thèm làm cho con. Cho nên dạy cho nó bài học. Cho nên hôm nay con không được vào nhà pháp hội, con cứ phải ở ngoài, đi ra đi vào ngoài, con không được vào nhà pháp hội vì nó có làm sớ cho con đâu, con được vào. Cho nên con dạy cho cái con cháu nhà con một bài học, các thầy thì cứ để cho con dạy cho nó bài học. Thế là thôi, nó cứ sang nó túm lấy mẹ nó, đánh mẹ nó. cái cô gái đấy cứ sang là túm lấy mẹ nó, đánh tát cho mấy cái, mà mẹ lúc đấy chắc sợ hay sao, cứ ngồi yên, ngồi yên tát mấy cái xong rồi pháp sư khuyên đấy là được một tí, thế là thôi dạy là thôi lần sau thì nếu còn có pháp hội ở đâu thì sẽ làm sớ làm bài vị để hồi hướng riêng cho cụ, cho cụ yên tâm. Lần sau bất cứ có pháp hội nào ở đâu thì sẽ có làm sớ để mời làm bài vị, để mời cụ đến tham dự, các cụ cứ yên tâm hoan hỷ cho. Thế là mới hết. Đấy, đây là một câu chuyện có thật xảy ra, chuyện chùa Tản Viên pháp hội Trung Phong đầu tiên năm 2012 tại chùa Tản Viên chúng ta, mà thầy là người mắt thấy tai nghe, là người được chứng kiến tất cả những cái sự kiện đấy. Cho nên nói với các quý vị, cái việc tâm linh tuy mắt không thấy tai không nghe nhưng họ vẫn thường hằng và vẫn hiện hữu luôn luôn bên cạnh chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta làm cái gì đó cũng phải chính tâm, phải xuất phát từ cái tâm thành kính tha thiết của chúng ta để tu tập đem công đức hồi hướng cho các cụ, thì mọi việc nó sẽ gì, sẽ hanh thông, sẽ tốt đẹp vậy. Cho nên cái theo thầy thì trước khi đi chúng ta cũng thắp hương khấn nguyện các cụ, mời các cụ có duyên, cụ nào có duyên thì cụ nào đi, còn cụ nào không duyên thì thôi, cụ cứ ở nhà, cụ đi chơi, cụ đi uống rượu, cụ đi chơi cờ thì cũng giống như ở xã hội chúng ta thôi, có gì đâu. Cõi trần sao thì âm vậy, cõi âm thì cũng có người tín Phật, có người không tín Phật, có người họ thà chịu khổ ở trong địa ngục chứ họ nhất định không gì không tin Phật, các quý vị ạ. Cho nên chúng ta đối với hạng người đó thì ở trong nhà Phật chúng ta có một cái câu là gì, gọi là nhất xiển đề, tức là họ mất hết tính gì, tính Phật rồi, họ chỉ nghĩ đến cái ác thôi, không tin có điều thiện thì sẽ được phúc báo. Cho nên hạng người đấy trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề, độ họ rất là khó, Phật còn chưa độ được huống chi là chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tùy duyên thôi, mời chung cụ nào có duyên thì đi lên chùa tu với con cháu, mà cụ nào không có duyên cụ cứ đi chơi cờ, đi uống rượu hay đi gì, đi làm cái gì đấy là việc của các cụ. Thế thôi, cũng như còn người còn sống chúng ta thôi, chúng ta rủ bạn bè, rủ người thân đi, mà người có duyên với Phật chả cần rủ, có khi họ đi trước chúng ta, thậm chí họ là người chủ động để rủ chúng ta đi. Đấy, người có duyên. Còn người không có duyên có rủ đấy thì thậm chí là bạn thân
cho họ tiền họ không đi, đóng tiền xe cho họ họ không đi, đem xe đến tận nơi, đến tận cửa và thôi đi cùng họ cũng không đi. Họ lấy đủ cớ để gì? Để từ chối chúng ta. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng không phải lo lắng hay là nặng nề gì vấn đề đó, thôi cố tả thành tâm. Còn đừng có nghĩ rằng mời các cụ đi rồi thì qua đò qua phà các cụ chết chìm ở đó. Vì sao các cụ đi mây về gió mà làm gì mà phải lo cái chuyện đó? Đây chính cái người này nói là nói ý sau là nói như thế rồi, ý trước về và ý sau hoàn toàn trái nhau. Cho nên những cái lời nói như vậy các Phật tử chúng ta không đáng phải bận tâm đâu. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy Hoan Hỷ Bố Thí cho con hỏi, chồng con mới mất được 6 tuần, nguyên nhân trực tiếp là do đuối nước, để lại cho hai đứa con thơ. Gần đây chồng con có về nhập vào mẹ đẻ, chỉ khóc mà không nói gì. Hiện nay tâm con rất rối bời, không biết phải làm như thế nào. Con xin Thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để chồng con được siêu thoát ạ. Con xin tri ân công đức Thầy. Pháp hội như thế này, làm cái bài vị, làm mâm cơm cúng nếu có điều kiện. Nếu không có làm, không có điều kiện làm mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng vong thì thôi, chút thanh bông hoa quả cũng được. Và làm cái bài vị riêng cho gia tiên bên nội một cái, gia tiên bên ngoại một cái, và làm riêng cho cái vong linh chồng của Phật tử vừa mới mất này một cái, để cầu siêu còn ngày nay ngày mai nữa. Và đặc biệt là pháp hội Vu Lan dịp tháng 7 tới đây, nhất tâm mà làm thì cầu Phật gia trì cho, mong rằng vong linh của chồng của Phật tử này sớm được siêu thoát về cõi lành. A Di Đà Phật. Ngoài ra cũng sau 3 ngày pháp hội Địa Tạng này, Phật tử này cũng nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Và cứ vào tuần thất thất chay tuần đó, 35, 49 đó vân vân, thì nên thành tâm phóng sinh một chút nữa để hồi hướng. Mà nếu nhất tâm nữa thì cũng dàng lấy khoảng vài chục hoặc vài trăm cuốn kinh Địa Tạng để gì, để kết duyên, để hồi hướng cho gì, cho vong linh của chồng thì càng tốt. Ấn tống kinh sách là một việc làm vô cùng ý nghĩa, công đức vô cùng lớn lao các quý vị. Năm 2016 có một trường hợp bị có mẹ mới mất, con vào ấn tống 1.000 cuốn kinh Địa Tạng. Ngày đó kinh nó còn hiếm hơn bây giờ, vì ngày đó chùa chúng ta chưa có xưởng in, cho nên toàn chuyển về in ra Hà Nội, in về không kịp cho các Phật tử thỉnh. Phật tử phát nguyện in 1.000 cuốn kinh Địa Tạng và đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Ngay sau khi vừa làm cái việc đó xong, về ngủ mơ thấy mẹ về đứng trên đầu giường, ăn mặc rất là trang nghiêm đẹp đẽ, vui cười và cảm ơn con dâu, cảm ơn con gái, cảm ơn tất cả các con đã vì mẹ mà ấn tống kinh Địa Tạng. Cho nên là gì? Mẹ thoát khổ ở dưới cõi âm. Và ngay sau khi báo mộng cho các con xong, mẹ sẽ sinh về cõi lành, hưởng phúc báo chẳng thể nghĩ bàn được. Sau khi nói xong như thế liền là tỉnh. Mà không chỉ một đứa con mơ thấy giấc mơ ấy, nó lạ lùng thay mà tất cả hai cô con gái và một cô con dâu, tức là 3 đứa con đều mơ thấy một giấc mơ như nhau cùng trong một đêm. Nó vi diệu như thế. Sau đó cả nhà đến lễ Phật và bạch Thầy, mơ như thế là lành hay là dữ? Thầy bảo lành, thực sự rất là lành. 3 đứa con gái và con dâu mơ thấy một giấc mơ như nhau y như vậy cùng trong một đêm, sau khi ấn tống 1.000 cuốn kinh Địa Tạng để phát cho gieo duyên với các Phật tử, kết duyên với các Phật tử, với nhân dân, thì công đức của bà cụ sớm được siêu thoát về cõi lành đó. Cho nên công đức ấn tống kinh sách rất là lớn. Chúng ta muốn cầu siêu cho người thân, muốn hồi hướng đặc biệt cho gì, để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt ở trong gia đình chúng ta, trong quyến thuộc chúng ta,
Thì cái việc ấn tống kinh sách, và các cụ ngày xưa có câu nói là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Nay thêm một cái công đức gọi là gì? Ấn tống kinh sách. Công đức cũng gì? Cũng chẳng kém gì làm chùa, tô tượng và đúc chuông vậy. Khiến cho pháp bảo lưu thông, Phật pháp và trường tồn hay không đều nhờ vào pháp bảo, đều nhờ vào tăng hoằng, đều nhờ vào các Phật tử chúng ta gì? Hộ trì chính pháp. Cho nên Phật pháp có hưng vượng hay không đều nhờ vào sự gia trì của tam bảo, và đặc biệt là sự hoằng pháp và sự gia hộ của các Phật tử chúng ta vậy. Vì vậy mà cái công đức ấn tống kinh sách, công đức viên mãn vô cùng, lớn lao vô cùng. Đặc biệt là những gia đình chúng ta đang có cái chuyện gấp gáp như là cầu siêu hoặc cầu an, cầu đảo bệnh, phát tâm phóng sinh và ấn tống kinh sách và cúng dường tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Đây là cái việc làm gì? Cực kỳ thiết thực và đem lại cái hiệu quả gì? Rất là mau chóng. Giống như cái cây gì mà nói thì nó héo khô do thiếu nước, thì bây giờ cái việc gì? Đem tưới nước vào là cái cây nó hồi nhanh nhất. Nếu chúng ta lấy quạt ra, chúng ta quạt cho nó có hồi nhanh không? Chúng ta bảo do nó nhiều lá quá, chúng ta tuốt bớt lá đi, nó có hồi nhanh không? Cũng không. Mà đem gì? Đem bón phân nó có hồi nhanh không? Đem bón phân thậm chí không hồi nhanh mà nó chết ngoéo nó đi. Mà cái việc cho nó hồi nhanh nhất đó chính là gì? Đem nước mát, nước sạch để tưới cho nó sẽ hồi rất là nhanh. Đó, thì cái việc mà gì? Gọi là cầu nguyện những cái việc nóng như là cầu đảo bệnh hoặc là cầu siêu để cho gì? Cho dòng họ, chi họ được an. Khi không may trong chi họ có, theo cộng nghiệp có gì? Mấy mạng người, thậm chí nhiều mạng người mất trùng tang, trùng phục vân vân. Thì việc ấn tống kinh sách và phóng sinh, cúng dường tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đây là cái việc làm gì? Đem lại cái lợi ích nhanh nhất. Khẳng định với các quý vị đấy là để đem lại lợi ích nhanh nhất, không có gì nhanh hơn cả. Trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy Hoan Hỷ Bố Thí cho con hỏi. Con mới quy y được 4 năm nhưng không hiểu sao mỗi lần con ngồi tụng kinh niệm Phật là con lại bị co thắt ngang bụng như buộc chặt lại, và đầu con như có người đè nặng xuống. Con kính bạch Thầy chỉ dạy cho con biết con nên làm như thế nào để hóa giải nghiệp chướng này ạ. Con xin tri ân công đức Thầy. Sát sinh, đây chính là tội sát sinh do tiền kiếp truyền lại báo ứng vậy. Cho nên Phật tử này tạm dừng tất cả cái việc tụng kinh hay trì chú lại cho Thầy khoảng độ tầm 100 ngày, chuyên tâm vào việc hành sám. Hành sám là sao? Tức là lễ danh hiệu của các Đức Phật, lễ theo ngũ bách danh, hoặc lễ theo gì? Theo danh hiệu của các Đức Phật ở trong kinh gì? Trong kinh Nhật Tụng đó, có cái danh hiệu Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật đó, vân vân đó. Đó, cứ một danh hiệu của Đức Phật đó, lễ xuống một lễ. Ví dụ phải lễ là phải lễ trang nghiêm, lễ đứng. Nếu già yếu quá không đứng được thì ngồi. Nếu mà bệnh tật quá không ngồi được thì mới gì? Đi. Nằm à? Nằm lễ Phật à? À, thế thì cho nên á, nếu mà ốm quá không thể nằm, không thể ngồi được, phải nằm á, thì chúng ta thôi lúc đó là niệm gì? Niệm danh hiệu Ngài thôi, chứ không gọi là lễ được nữa. Cho nên lúc còn trẻ còn khỏe này, hay lúc còn khỏe mà xong hối, tốt nhất là lễ gì? Lễ đứng nha. Đấy, vào nghi thức nguyện hương, quy kính tam bảo, nguyện hương sám hối vân vân, sau đó chúng ta trang nghiêm, chúng ta lễ nhất tâm đỉnh lễ, có cái ảnh chư Phật Bồ Tát để lên trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, hoặc là đối trước ban thờ Phật nếu như gia đình có thờ ban Phật riêng.
đối trước ban thờ Phật, hoặc là nếu không có ban thờ Phật riêng thì thỉnh một cái ảnh Phật hay Bồ Tát để cho ban thờ thần linh gia tiên chúng ta múc ba chén nước sạch, hoặc là bảy chén hoặc năm chén tùy. Ban thờ rộng thì bảy chén, vừa vừa thì năm chén, hoặc chật quá thì ba chén cũng được. Thanh bông hoa quả tùy tâm, phát nguyện lấy 100 ngày. Mà cứ thế là lễ đỉnh lễ danh hiệu các đức Phật, các khóa lễ đều như thế cả. Khóa lễ nào ví dụ ngày lễ ba thời hoặc năm thời đều lễ danh hiệu đức Phật cả. Đó gọi là gì? Phương pháp gọi là hành sám, tức là sám hối đó, để cho nó dễ nhiếp tâm. Cứ danh hiệu của đức Phật mà Bồ Tát mà lễ, đó, có thể theo lễ ngũ bách danh cũng được. Đó thì cứ như vậy một thời gian 100 ngày á thì xong là ổn thôi. Rồi cộng thêm phóng sinh nữa, Phật tử này phải cộng thêm phóng sinh nữa. Trước đây là do trói buộc chúng sinh nhiều đấy mà. Lấy chày, lấy dao để đập đầu, mổ bụng chúng sinh nhiều đấy mà. Cho nên bây giờ thì mình cứ bắt đầu vào học Phật, phát nguyện lên thời khóa một cái là gì? Oan gia trái chủ nó đến nó báo oán, nó ngăn cản mình, nó không muốn cho mình gì tu tập, để cho gì? Để cho một kiếp nào đó gần đây nhất nó đến là nó báo oán. Vì vậy chúng ta cần phải gì? Càng cần phải tinh tiến nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa, để gì? Để chuyển cái gì? Cái ác nghiệp lớn thành gì? Thành nghiệp xấu nhỏ. Chuyển từ cái chỗ gì? Nghiệp nhỏ thành gì? Thành không. Tức là chuyển từ nặng thành nhẹ, chuyển từ nhẹ thành không đi vậy. Cái trường hợp này, hay các Phật tử chúng ta có những cái trường hợp mà có những cái đặc biệt như thế, thì tốt nhất lúc đó là gì? Hành sám, đỉnh lễ danh hiệu chư Phật và Bồ Tát một thời gian là vài tháng, ít nhất là phải 21 ngày hoặc 49 ngày trở lên. Sau đó thấy yên rồi mới gì? Mới quay trở lại tụng kinh học Phật bình thường. Cái này là kinh nghiệm các thầy cũng gì? Cũng được các tổ ngày xưa như là cụ tổ chùa Hương hay là Đức Đệ Tam Pháp Chủ lúc ngày còn tại thế, còn là thầy giáo dạy các thầy, thầy thị giả, các cụ cũng dạy như vậy. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên như thế. Câu hỏi tiếp theo: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con xin một lời khuyên ạ. Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm, con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết từ bao giờ các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa, ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ trồng, dành trồng ở trong gì? Đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì? Cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi. Thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử đi đến để hỏi Thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất trong phòng bảo vệ chúng ta, biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi muốn cứ muốn đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân.
Nhưng cứ bảo, nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì? Lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Mà đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc. Cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám. Cứ bảo hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay. Hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân gì đó, là các bố sợ. Động đến một cái là sợ. Chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. Thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp thầy. Nói rằng có cách gì để chuyển không thầy? Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá. Bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. Thế thì thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó ngày xưa, bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc mà khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 gì đó. Cái cây đá to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh nhé. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán. Đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu. Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp thầy, thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Đây vì cái tâm tư, nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Thì xin các cụ, các ngài là gì? Cho ban lãnh đạo bệnh viện về tất cả là gì? Bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vân vân đó, thì cùng lên trên chùa đó để quy tam bảo và để cùng tu tập. Nói như thế, thầy bảo về khấn như thế. Về thì các cụ, các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần. Cho nên lên đây thì nó xa lắm, chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào, là cứ gọi điện cho thầy, cứ muốn chuyển lên đây. Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. Đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. Đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong họ lấy mất 70 triệu. Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo thôi giờ thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. Bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em, cho nên là chỉ mong giờ thầy nhận thôi, còn cái tiền vận chuyển chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa chỉ cần cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật. Nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường là do mình có tiền. Cho nên thôi các bác lo hết, thế là đấy. Đấy là câu chuyện. Nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được. Nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì? Muốn bán quách nó đi để kiếm gì? Kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ. Cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa. Các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm. 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay. Không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế đó, cho để gì? Để trước cửa chùa. Mọi người ra vào đều gì? Đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhé. Ở đây làm hộ pháp cho gì? Cho chùa khai nguyên nhé. Đấy. Thế là các cụ hoan hỉ ở đấy.
coi như các cụ là hộ pháp, là bảo vệ cho gì, cho chùa luôn. Nói như thế có người mà sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài. Lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy thì chết. Không sao, các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì, đều là đệ tử của Phật, đều quy Tam Bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo, là quan một nhà không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy, cho nên trở lại cái bài câu hỏi Phật tử này gì, hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không. Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì, nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa, 30 năm thường là gì, lớn, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì, quỷ thần và các gì vong linh, hương linh, anh linh, họ hay gì hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó, cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi, nhưng mà với họ này thì đấy là ngôi nhà của họ, cái chốn đi về của họ, nơi gửi gì, nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có, nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi, họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận, đặc biệt là gì, cái việc mà đốn hạ cây lớn, mà cây ở đây đặc biệt là cái gì, si xanh đa đề, thì cũng cẩn thận vậy. Còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh, mà chơi cây gì, cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì, nơi đình chùa miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì nó nhẹ nhàng, như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi, sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Chứ còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng, thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. Chúng ta là Phật tử thì tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp vào cái cây cảnh mà gì, nó có thần, có thần thì còn tốt, nó có quỷ á thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017, thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội, chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh, cây xanh thế đó, cái xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở. Mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em ở trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiểng ra, nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì, báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ, mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu, mà là cứ gì, đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì, phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì, có đất để vào họ gì, họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay, xét ra từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến để kiểm tra, thầy bảo đến để xem, đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mua cái ngày đó mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Mà bảo doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào không? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy, vào chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy là gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo,
có thể nó là vụt lại cả mình. À, mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa có khi nói gì nó thịt trước. À, mình thì có phải lúc nào có ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn, bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì ấy, đem để lên trên đấy xong rồi kệ nó, xong rồi ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác, miễn là làm cái lễ đem lên đấy. Mà đem vào đêm 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không, chuyển xong một cái mấy hôm sau gì báo chí rồi kiện cáo, tự nhiên ở trong sở là gì yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch, không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói gì, chơi cây á hoặc chơi đá cảnh á, không khéo là rước họa vào thân, không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì chọn cái cây gì nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ, chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa. Đó, có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai. À, miễn là gì việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy, cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì những cái có những cái cây mà họ hay chơi mà nó lành á, ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách. Đó, những cái cây đấy nó vừa là gì có sinh khí, vừa là tốt. Mà thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí, như quỷ thần thường là không gì, các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì, thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì, các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì, cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập một cái miếu nho nhỏ thì thường là thờ gì, thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy, nó cũng phân chia rõ đi chứ đâu có phải, có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ họ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì, nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn, do gì bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé, chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ này, cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á, ông chỉ có làm việc ở nhà mình, và đến giờ ông đến cơ quan gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông đi tuần tra mà thôi, chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, có đúng không? Đấy, và là ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi, chứ chủ tịch của ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hay là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì, được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì cũng là một xã nhưng chỉ có gì 5.000 dân số thôi thì chỉ được xây gì bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, họ có quy định hẳn hoi trong luật, chứ không phải là xã nào cũng muốn gì muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì cho nguy nga giống như gì, giống như phủ chủ tịch chứ, thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đấy, đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần gọi là đại thần, các vị thần lớn á,
thì được ở gì? Ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh ấy. Như là gì? Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Từ Đạo Hạnh, và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó. Thì các cụ gì? Các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ, không bao giờ tắt vậy đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều phải giang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm. Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé, một nhà phong thủy hẳn hoi, một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội đến là nói với tôi là: thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cây gạo như thế này, thầy trồng cây gạo ở cái cây này nhiều ma lắm, cho nên thầy đánh bỏ cây gạo đi. Ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi, không nên trồng cây gạo. Chắc là vị đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi, thầy cũng không chặt. Vị đấy cứ bảo thôi thầy chặt nó đi. Nhưng mà thầy nghĩ là gì? Lại thương. Chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự? Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này. Tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi. Mình về sau người ta mình lại đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì? Mình hóa ra người ta lại coi mình như là kẻ gì? Kẻ ác tăng ấy, thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa, nhưng Phật thì gì? Thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì? Thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh, quay lưng lại với ma, quay lưng và lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó: vâng, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ. Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi, giỏi về xem la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ. Thế là vị đặc biệt, vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Non Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó, quý vị bảo cũng bảo chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma. Thầy cười thấy bảo rằng: vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình, thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á,
mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, để ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình. Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì? Ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na đấy là ma Phật tử. Thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ, ngày Tết nào chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi, chết toi rồi. Quả này thì tôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ, ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Bảo thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào, hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được, mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết. Nghe phải hiểu chỗ nào là gì? Chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút ra sắt hay không, đúng không? Để thầy nói mà gì? Thầy nói mà là không đúng á, không chuẩn thì chúng ta phải gì? Thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối. À đấy, thầy nói sai nhá. Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì? Thầy nói đúng, nói chuẩn, chúng ta hoan hỉ thì mới gì? Mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà lẹt đẹt. Bảo vỗ tay để làm ma đói để ăn chuối ăn oản ở ban thờ thì lại sướng vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh. Đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%. Còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó thì xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng thí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Nói thân mà, lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi,
Biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ, ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe này, còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được, cố gắng làm luôn. Không có sau này, lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân. Con may mắn được biết đến Phật pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của thầy. Con nên con bạch thầy kính xin thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ gia tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa. Bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch thầy nhờ Hồng Ân Tam Bảo, mong thầy chỉ dạy, cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con rất mong gặp thầy, thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, thầy cứu con với ạ. Con Nam mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì? Lâm ly bi đát. Đấy. Cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì, mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, tôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà cái trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được, một tháng thay hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo và thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tụng hàng ngày sáng, chiều, tối, ngày 3 thời. Tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày, nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật
hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú An Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ? Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần các thầy đến giải, qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi. Qua 100 ngày thì yên hẳn, chẳng cần phải giải gì nữa, tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi, thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp, nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe, tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC. Con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng, nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con, con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau. Và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử này sinh năm 1967. 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67. Cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72, trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch. Mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng nam. Thế nhà hướng nam đây là được rồi. Ban thờ hướng tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. Đâu? Mặt bàn thờ nhìn hướng đông, được rồi. Lưng hướng tây, mặt nhìn hướng đông là được rồi. Bếp hướng tây, hướng bếp hướng tây thì sai. Bếp hướng tây là sai, gặp vào hướng không tốt của vệ sinh bệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, vậy còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng đông là 1 này, đông nam là 2 này, chính nam là 3 này. 3 hướng này là hướng tốt, và hướng chính bắc là cũng gì, cũng được. Đó. Gặp 1 trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn đây con gái sinh năm 1991.
Con gái sinh năm 91 rồi. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 98 72 99 81 82 34 55 56 76. Còn con gái thì lại quay lại khác, con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì, xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, làm cái lễ cúng riêng, dâng lên trên Tam Bảo một chút và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút. Ở dưới đàn Ban Địa Tạng chia thành ba, một lễ trên Tam Bảo, một lễ dưới Ban Địa Tạng và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh dưới đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì nên các sư ông lên tụng kinh đó, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống đó. Dần dần ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh Địa Tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước Thái Dương Lam Thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật. Thực sự là hoang đường. Thực sự là gì? Mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng, để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương ấy, rồi nói đó là nước gì? Nước Thái Dương Lam Thúy, và cho rằng có công năng gì? Tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì? Và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì, những cái gì? Những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì? Được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định, định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì? Được các thần linh giúp đỡ cho gì? Cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi. Cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa. Phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì? Là pháp của gì?
của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị gì tu hành ở chân chính không bao giờ nói như vậy, cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì, là kẻ gì ngu si vô trí vậy. Thà rằng chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì, mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì theo dõi và điều tra cái gì một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái đêm, một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng cái chạy đâu chỗ thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi. Người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau, hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi. Cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì, cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường ở chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì tạm dừng.